chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay cho bà con về thứ nhất là cái mô hình chanh dây trồng xen với cà phê, và cái thứ hai là mình tư vấn kỹ thuật và cái quay lại cái bệnh trên chanh dây 2 tháng tuổi này của vườn của anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Thì với mô hình này thì chanh của anh thì bị bệnh, thứ nhất là bệnh vàng lá nè, thứ hai là bệnh sắn đọt nè, thứ ba là bệnh phân trắng. Thì hầu như ba cái bệnh này ở bất cứ cái vườn chanh dây nào nó cũng phổ biến và bị rất là nhiều. Thì cái clip này mình có tư vấn cho anh Hoàng là về ba cái biện pháp và cái nguyên nhân gây ra bệnh này. Thứ nhất là cái chế độ phun thuốc côn trùng kích thước của anh là nó chưa có đều. Thứ hai là cái chế độ bón phân trung lưu lượng của anh nó cũng không được tốt. Cái thứ ba là do nấm và vi khuẩn nó gây ra cái hiện tượng mà vàng lá, sắn lá, sắn đọt. Thì mình cũng có tư vấn cho anh về cái phương pháp và một số cách xử lý để cho cái đọt của anh nó không bị xoăn qua những cái lứa sau này khi mà trồng và chăm sóc có hiệu quả. Thì cái mô hình này thì anh trồng hoàn toàn là hệ thống tưới nhỏ giọt với 200 gốc này. Thì cà phê này nó rất là đạt, giống này được phổ biến, giống này được phổ biến nhất là ở Lâm Đồng. Thì qua cái đợt mà tư vấn của mình thì mình cho anh Hoàng là thứ nhất là phòng bệnh và xử lý bệnh này bằng phương pháp là thuốc gốc đồng. Thì hầu như thuốc gốc đồng thì bà con biết là nó có tính chất kháng bệnh và phòng bệnh rất là cao. Tùy theo cái mức độ bệnh chúng ta có những cái phương pháp riêng. Thì với cái lượng thuốc của mình bên mình cung cấp cho anh Hoàng thì mình sử dụng thuốc gốc đồng. Và cái thứ hai là cái phương pháp kích rễ để cho cây nó ra đọt và phát triển đều để không bị thiếu cái tình trạng mà trung vi lượng. Thì cái vườn này mình quay cho bà con xem đó. Thì đây là những cây cà phê và xen tiêu. Thì vườn này thì mới có 2 tháng tuổi thôi, nhưng mà một số cây nó bị bệnh rất là nhiều, nên mình cũng khuyên cho bà con khi mà trên dây nó chớm bệnh hay chưa bệnh thì chúng ta nên có biện pháp là phòng. Không nên là để bệnh được phòng, vì cái trên dây chúng ta bệnh mà phòng thì nó rất tốn nhiều chi phí, mà nó tốn rất nhiều thời gian và công cán của bà con. Thì nó là cây cũng gạn ngắn ngày, có 2 năm thôi mà lợi nhuận rất là cao. Nên mình khuyên bà con với clip này thì bà con tham khảo về cái mô hình của anh Hoàng ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Thì anh trồng theo phương pháp là tưới nhỏ giọt và trên dây 2 tháng tuổi cũng bắt đầu cho trái bói rồi. Thì bà con cứ tham khảo. Thì ai có thắc mắc gì hoặc muốn kiểm tra tư vấn vườn thì vui lòng gọi số điện thoại ở dưới được tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Thank you.